Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dịch Khảm lần nữa nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với vòng loại tranh chung kết của giải đấu Võ Lâm Minh Chủ Liên Server. Ngày hôm nay là ngày 31 tháng 7 nha anh em. Giải đấu này chúng ta cứ hơn 6 tháng cũng có thể là gần 1 năm mới có một lần anh em à. Và sau khi tranh giành tất cả rất nhiều cao thủ ở các cụm máy chủ như là công thành chiến sư.net cũng như là võ công truyền kỳ.net thì ngày hôm nay chúng ta cùng trở lại với hai cao thủ khá là hot trong ngày hôm nay. Đại diện cho cụm máy chủ S9 cũng như là S8 gồm Hương Mộc và Nữ Vương sẽ cùng nhau tranh giành ngôi vị quán quân của giải Liên Server lần này nha. Và trong lần này chúng ta có sự có mặt của Hương Mộc, anh ta đang cho mình đó là một ạc thiên đao với một đao mắt minh hoàn toàn nha. Ở lần thi đấu này thì Liên Server chúng ta thi đấu đồng cấp 130 và đồng đồ xanh mắt ọc hoàn toàn nha. Và chúng ta sẽ tùy chọn những trang bị của mình nha. Và bên set đồ của Nữ Vương anh em cùng xem sơ qua là anh em đọc nha. Không Gian Nguyễn ơi, bữa giờ làm bài boss hiếm lắm, phải mua không có, với lại anh Evan ít lắm. Anh em đọc như nè, cũng là một đào mắt biến hoàn toàn, tóc bằng sắc 100, với lượng không bằng lần đến có thể nói 75+1, 3 món nhẫn, đai, dây và phòng thủ 2 món. Rồi trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Mới bắt đầu trận đấu thì Thúy Yên của chúng ta đã tăng hình. Chúng ta cùng đợi xem trận đấu này Nữ Vương sẽ làm gì đây. Rất khó nha mọi người, nếu đứng yên một chỗ thì có thể sẽ anh một phập và knock out một phập. Và rồi thì thực sự là không biết sao Nữ Vương lại bị đứng hình ở vị trí góc 6 giờ như vậy, rất là lồ liễu và có thể nói rằng là một pha di chuyển khá là lỗi. Đứng hình chưa đầy 5 giây thì Hương Mộc phải lụm kẹo liền em à, một hit cực kỳ nhanh. Rồi ok, chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi đến bây giờ. À giả là bên giả là có thể là bên bên TikTok này khả delay rồi. Bên TikTok này khả delay rồi. Ok bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào trận đấu thứ hai nha mọi người. Trận đấu khá nhanh dành cho hai cầu thủ. Anh em cùng xem lại set đồ lần nữa. Phải rồi, Hương Mộc là có một pha tăng hình và đánh khá tốt. Anh em đọc có vẻ hơi lú trong round đấu đầu tiên. Chắc là bên TikTok khỏi bị delay rồi anh em à. Ủa Khải Nhất Khải tắt delay mà ta. Hello Bình Điện nhé nha. Hello anh em. Khải tắt delay mà mọi người. Nó vẫn bị ta. Sẽ đồ của Nữ Vương nha anh em đọc. Với vẫn 85 chậm. Hai món thủ lý và ba món kháng băng. Một đào tóc băng sát 100. Ok anh em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đợi trận đấu sẽ được diễn ra sau khoảng hơn 40 giây nha anh em. Ok anh em, và sau khi bắt đầu trận đấu thứ hai thì có vẻ như Thúy Yên đã tiếp tục tăng hình. Và đây sẽ là một pha tìm vị trí của Thúy Yên khá là khó chịu đến từ vị trí của Nữ Vương. Những một đao đầu tiên đã được đánh ra và đây là có thể nói là vua đầu tiên dành cho Nữ Vương. Mỗi vua âm thời gian rút độc. Tiếp tục là âm kháng độc trên người Hương Mộc. Ôi, một pha bắt quá đẹp, chỉ mới cắt được hai vua và bằng những đòn vô hành động thì chỉ với vua một đam có vẻ nói là xém một tí nữa là xuất hiện được đao bắt độc thì có vẻ như Hương Mộc đang phải knock out. Có vẻ như Hương Mộc tăng sức mạnh khá là nhiều. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với trận thi đấu tiếp theo. Chúng ta có tỷ lệ trận đấu 1-1 dành cho cả hai. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến trận đấu thứ ba ở trong trận tranh chung kết giải đấu Võ Lâm Minh Chủ lần này nha. Và chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu thứ ba. Ở trong trận đấu thứ ba này thì vừa bắt đầu trận đánh thì Thúy cũng đã tiếp tục tăng hình. Trong trận đấu thứ hai thì một sự khá tốt đến từ vị trí của Nữ Vương. Gỡ gạt ở trong trận đấu đầu tiên thì khá lỗi. Thì chúng ta cũng đã đánh khá tốt sau khi cắt được hai bùa thành công nhanh hướng của Nga My.
thì người ta có một luồng đam cực kỳ kìa chất lượng, chỉ một đam một phát một là thiên knock out luôn. Một pha áp đảo đến từ vị trí của Hương Mộc, một sự viết bài khá tốt dành cho Thúy Yên. Xin chúc mừng trong pha vị trí 3 giờ vừa rồi thì Nam Đọc đành phải lao vào bạn đam ngay từ vị trí 3 giờ. Rất đáng tiếc mà chúng ta có 2-1 dành cho cầu thủ Hương Mộc. Và bây giờ chúng ta cùng chờ đợi tiếp tục đến trận thi đấu tiếp theo. Ok nè, và bây giờ hãy cho anh em xem sơ phần thưởng nha, tại vì mới bắt đầu chuẩn bị ra đấu thứ tư nữa anh em. Vừa rồi chúng ta xin chúc mừng Hương Mộc đã có cho mình 2-1 và chúng ta đang chuẩn bị diễn biến ra đấu thứ tư. Nếu như trong trận đấu này Hương Mộc sẽ win, đó là Thúy Yên thì sẽ chính thức lên ngôi nha anh em. Ok, và bây giờ chúng ta cùng xem lại với mấy chủ S9 Giang Sơn Ký Sử. Đúng không? Đúng rồi, Giang Sơn Ký Sử này mà. Ở mấy chủ này là mấy chủ mới nha anh em. Mấy chủ mới và Hương Mộc này là cao thủ này nằm bên Hương Mộc này nằm bên S9 nè mọi người. Và Nữ Vương cũng bên S9 luôn nha anh em. Và nếu như ngày hôm nay top 1 cho hai người này thì liệu phần thưởng như thế nào? Anh em xem thử này. Phần thưởng ở vòng liên server như thế này á, thì chúng ta sẽ được gì đây? Tượng đài quán quân của Lâm Minh Chủ, vòng sáng thì chọn và danh hiệu quán quân của Lâm Minh Chủ và một con loại ngựa màu đen. Chỉ có Minh Chủ và Lâm mới có thể thuần phục được. Và thuộc tính kháng cảnh 5, tốc di chuyển 100, sinh lực và 1000 và né tránh 200. Con ngựa này là giống như con ngựa anh Tùng đang bán nè, con ngựa của Lâm Minh Chủ đó mọi người. Đó. Còn hạng 2 sẽ được 60 kim, khoảng 4 triệu. Hạng 3 sẽ được 30 kim, khoảng 3 triệu. Và hạng 4 được 30 kim, khoảng 2 triệu nha nè. Đó. Rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ trả lời và tiếp tục rào đón thứ tư được diễn ra ngay bây giờ. Hai cầu thủ này đều nằm bên server S9 Giang Sơn Ký Sử nha nam, một trong những mấy chủ mới nhất của cụm công thành chiến xưa .net, vừa mới ở bên vào khoảng hơn 2 tháng rồi nha nam. Phiên bản hoạt động một tay không kéo xe và phiên bản đồ xanh nha nam, tái hiện lại Võ Lâm Truyền Kỳ một thời 2005 2006 chuẩn nhất nha nam. Và bây giờ chúng ta sẽ chính thức bắt đầu trong trận đấu thứ tư này, liệu Nam Đọc sẽ như thế nào? Nếu như trận đấu này Hương Mộc tiếp tục win thì anh ta sẽ chính thức lên ngôi quán quân này mà. Cơ hội dành cho Hương Mộc ở trong trận đấu này khá là cao. Cố gắng win tuyệt đối để lên ngôi quán quân luôn nha anh em. Hello anh em vô nha, hello mọi người. Hello Trương Công Giỏi, hello Hào Đức, hello Lê Minh Phụng nha. Hello tất cả anh em mới vô nha. Hello Chiến Nhẫn, hello Đăng Hải Phạm. Anh giống Phạm Trưởng vậy. Ok, cảm ơn em nhiều nha. Hiện tại mới trôi qua 20 giây thì Thi cũng đã có một luồng đam khá tốt và đã bị ăn lại hai đồng bùa lên người của Thi. Và chúng ta đang thấy Nữ Vương đang kéo những đòn bắt độc từ những vị trí khá tốt, tiếp tục lần pha kéo bắt độc tìm sự tình hình của Thi. Hiện tại đang lợi thế dành cho Nữ Vương với cắt được 2 bùa rồi. Đại Hương Mộc đang ôm vị trí 3 giờ. Hello mọi người nha, hello anh em vô. Với những đồng đam tầm xa như thế này thực sự là khá hiệu quả dành cho Thúy Yên. Thực sự là quá hiệu quả nha nè. Trận đánh chỉ mới trôi qua 1 phút, những đồng đam chúng ta đang thấy rằng Thúy Yên đang vượt cao khá là khéo. Với những cái đoàn đào nem tiêu của mình thì với những vị trí tầm xa, Thúy Yên luôn luôn có những đồng đam mà không biết kết thúc được hay không. Hiện tại Nam Đọc đang vờn Thúy Yên với trên những pha bất động, tiếp tục pha tăng hình, không biết kéo chúng hay không, nhưng mà mong rằng sẽ khá là chính xác để anh em Đọc có thể win 2 đều. Và chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với trận rào đón thứ 5 để diễn biến trận đấu sẽ được hay hơn và hấp dẫn hơn. Hello Hy Phạm, hello anh em vô nha. Tại trận đánh chúng ta còn 4 phút, một pha đứng vị trí 3 giờ ra rất hiệu quả đứng từ vị trí Hương Mộc. Bây giờ Nam Đọc chỉ còn khoảng 1/5 máu, 1/2 máu. Và đây là pha tiếp cận tính từ vị trí của Hương Mộc, khá là liều lĩnh. Khá liều lĩnh trong pha giao tranh vừa rồi. Hello anh em vô, anh em đang xem thì đừng quên ghé vào kênh YouTube của Khải cho Khải một đăng ký kênh ủng hộ chơi nha. Và Khải là YouTube là vẫn là chủ đạo, nhưng là trên YouTube thì đầy đủ quýt cam này nọ nha anh em. Còn TikTok thì Khải không like cam được anh em à. Một pha hiện thân đến từ vị trí của Thúy Yên. Pha rồi Nữ Vương còn một tí máu, liệu kết thúc được không? Một pha đánh quá tốt nhưng mà không thể kết thúc được.
Chúng ta cùng đợi xem sẽ như thế nào. Một pha quần quá tốt dành cho nữ vương. Không ngoài sự mong đợi của chúng ta, nữ vương đã có một round đấu khá tốt. Tuy rằng đang thua lượng đam hơn đến 7.000. Anh em cũng nhìn trên màn ảnh nhỏ chúng ta thì nữ vương bị dính đến 46k. Và Hương Mộc chỉ dính 39.000 mà thôi. Nếu như mà Thúy Yên tàng hình thêm một chút nữa thì có thể Thúy Yên sẽ có thể ăn đam. Sau khi kết thúc 6 phút sẽ có thể ăn đam. Và bây giờ chúng ta xin chúc mừng nữ vương đã có một round đấu khá tốt và có cho mình 2 đều. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với tiếp tục diễn biến trận tranh chung kết. Sẽ là round đấu thứ 5, round đấu chung cuộc dành cho hai cầu thủ này. Liệu cầu thủ nào ở cụm mấy trụ S9 Giang Sơn Ký Sử này, một trong những cụm phiên bản đồ xanh, phiên bản đồ xanh và trang chủ game Công Thành Chiến Sư .net. Và hiện tại mấy chủ này khá là hot này mà. Và bây giờ chúng ta cùng đợi xem thử liệu cầu thủ nào sẽ lên ngôi đây. Hello này mới vô, hello này mới vô nha. Kính chúc anh em buổi tối xem live dễ em ơi. Hello Trần Thế, hello Bẹp Yêu, hello anh em. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào trong anh em ơi. Trận tranh chung kết round đấu thứ năm này sẽ khá rất là hay cho anh em xem. Thực sự là một trận tranh chung kết và một giải đấu và là mình chủ khá là hấp dẫn. Hai bên đều có cho mình tỷ lệ win anh em ạ. Và giờ anh em cùng chờ đợi một xíu trong round đấu này sẽ như thế nào và sao. Anh em đang xem đừng quên đỡ lại cho hai cầu thủ này một like chia sẻ ủng hộ chơi nha anh em. Ok anh em, và bây giờ chúng ta còn 20 giây đợi chính thức trở lại với trận tranh chung kết này. Và đây sẽ là round đấu rất là hay dành cho hai cầu thủ nữ vương và cũng như là Hương Mộc. Anh em cùng chờ đợi xem liệu cầu thủ nào sẽ lên ngôi nha anh em. Thực sự trong trận đấu này thực sự hai bên đánh khá hay, một bên đều có cho mình 2-0, hai đều để dành cho cả hai. Trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Đây là cách bùa đầu tiên dành cho vị trí của nữ vương. Và rồi sau khi ăn được bùa âm thời gian rút độc thì Hương Mộc đành phải tăng hình, một pha né thời gian rất tốt và tiếp tục. Ôi, một pha đánh rất là chủ đạo, rất chủ lực từ vị trí của Hương Mộc và Phải rồi đã knock out nữ vương một cách khá là nhanh. Và chúng ta xin chúc mừng cầu thủ Hương Mộc ngày hôm nay đã đánh khá tốt và khá thành công với tỷ lệ 3-2. Ngày hôm nay trận tranh chung kết của giải đấu này thực sự là quá hay anh em ạ. Không thể ngờ được. Cứ nghĩ với pha như rồi thì chúng ta đã thấy rằng sau khi cắt được 2 bùa thì cảm giác lực của Nam Độc đang khá tốt rồi. Không hiểu sao pha như rồi Nam Độc là anh phải chết tại vị trí 9 giờ khá nhanh. Và không gì hơn xin chúc mừng cầu thủ Hương Mộc ở cụm mấy trụ S9 Giang Sơn Ký Sử, trang chủ game Công Thành Chiến Sư .net đã lên ngôi quán quân của giải đấu Võ Lâm Minh Chủ liên server mùa này. Và rất đáng tiếc dành cho cầu thủ nữ vương, cũng là một trong những cầu thủ ở cùng mấy trụ S9 Giang Sơn Ký Sử luôn. Anh ta đã dành cho mình hạng áo quân, xin chúc mừng. Và hạng 3 thì chúng ta lúc này có đó là SG Dũng Nhi, hạng 4 đó là Sáu Hồng Gia. Ok anh em, và giải đấu Võ Lâm Minh Chủ chúng ta đã kết thúc tại đây và cũng diễn ra khá thành công tốt đẹp sau hơn một tháng trôi qua. Thì ngày hôm nay thì cũng không gì hơn, xin cảm ơn tất cả mọi người. Và không gì hơn kính chúc em một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nha nam. Ok em, và bây giờ chúng ta cùng trở lại hoạt động của cùng mấy chủ khả năng tham gia hoạt động nha nam.